Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học về từ ngữ cùng gia đình, Les mots de la même famille, chúng ta sẽ xem danh từ terre. Terre có một nghĩa chung là đất. Và chúng ta sẽ tuần tự xem một số các danh từ ý nghĩa của chữ terre dưới dạng danh từ. Chúng ta cũng sẽ xem các tính từ xuất phát từ danh từ terre. Và chúng ta cũng sẽ xem các cái động từ xuất phát từ danh từ terre. Trước hết terre với dạng là danh từ, un nom. Thì ý nghĩa thứ nhất chúng ta cần để ý, terre có nghĩa là mặt đất. Mặt đất là một cái nơi vững chắc, trên đó con người có thể sinh sống và thực vật có thể phát triển. Và trước hết chúng ta phải để ý tới cách dùng par terre là trên mặt đất. Ví dụ ngã xuống đất, tomber par terre, chúng ta để ý phải có giới từ par. Ngồi trên đất, s'asseoir par terre. Nằm ra đất, se coucher par terre. Ngủ trên nền đất, dormir par terre. Ne jetez pas vos papiers par terre, ramassez tout ce qui est par terre. Ở đây giả dụ là câu nói của một cô giáo, của một thầy giáo dắt một nhóm học sinh nhỏ đi chơi, thì các con đừng có vứt giấy ra đất. Ne jetez pas vos papiers par terre. Hoặc là nó đã vứt rồi thì hãy đi gom tất cả những gì trên đất, rác rến gom lại sau khi buổi cắm trại. Ramassez tout ce qui est par terre. Và sau đây là một trích đoạn của ca khúc Je ne puis la cette automne, tác giả là Graham Allwright, và đây là một bài hát và đồng thời cũng là tên của một sáng tác, một nhạc sĩ sáng tác đồng thời cũng là ca sĩ rất là nổi tiếng, gốc là người New Zealand, người Tân Tây Lan nhưng mà hát bằng tiếng Pháp. Và tôi đã có dịp giới thiệu bài này, tác giả đồng thời cũng với bài hát này là một cái nhân vật rất là đặc biệt đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Par terre, quelques feuilles tourbillonnent, et moi, je relève mon col. Les Champs-Élysées frissonnent, il faut que je m'habitue à marcher seul sur les rues. Tu n'es plus là cet automne. Ở trên mặt đất có một vài chiếc lá nó đang quay tròn. Và bước đi trên đại lộ Champs-Élysées lạnh cóng, em vội kéo cổ áo lên, và từ nay em phải tập làm quen đi một mình như vậy trên các con phố vì mùa thu này anh đã ra đi. Như vậy các cái lá mà nó rơi trên mặt đất rồi nó xoay do có một cái cơn lốc nhẹ thì chúng ta cũng dùng parterre. Và với các cái câu bên trên chúng ta thấy là trên đất thì chúng ta dùng không nói là sur la terre mà parterre. Và chúng ta cũng có các cái cách nói về hình bóng, revenir sur terre, ý nghĩa figuré tức là trở về với thực tại. Chúng ta không còn ở trên mây, trên mặt trăng nữa mà trở về với thực tại. Revenir sur terre, đó là cách nói hình bóng. Hoặc là nếu chúng ta nói một người nào có cái động từ là avoir les pieds sur terre là người này có cái tính thực tế, không có ý nghĩa viển vông, sống thực tế và trở về với thực tế. Revenir sur terre, avoir les pieds sur terre. Như vậy với ý nghĩa thứ nhất chúng ta nói terre ở đây là một cái mặt, đây là mặt đất, một cái mặt phẳng cứng ở trên đó con người có thể sinh sống, thực vật có thể phát triển. Với ý nghĩa thứ hai, chúng ta dùng chữ terre với ý nghĩa là một cái chất, một cái vật chất, thay vì là gỗ, là đá, là nước, thì là chất đất. Des mottes de terre là những cái cục đất. Chúng ta về nông thôn, chúng ta thấy sẽ có những cái cục đất ở trên đồng ruộng hoặc có khi ngay cả trên đường đi. Mottes là một cái cục bằng đất. Un monticule de terre, một cái gò đất. Chúng ta về nông thôn sẽ thấy khá nhiều những cái nơi mà đất nó không có bằng phẳng mà nó nhô lên một chút, không phải là đồi, không phải là núi mà chỉ là một cái gò đất. Chúng ta gọi là un monticule de terre. Và chẳng hạn như chúng ta coi ở trong cái hình này, ở đây là một cái vùng đất bằng phẳng nhưng mà tự nhiên chúng ta thấy có những cái đống đất như thế này. Đất này có thể là tự nhiên nó nhô lên, cũng có thể là do người ta đổ ra. Như vậy nếu người ta đổ ra thì mình gọi là đống đất. Và nếu là tự nhiên nó xuất hiện ở trong thiên nhiên thế này thì chúng ta gọi là gò đất và tiếng Pháp gọi là un monticule de terre. Un chemin de terre, đường bằng đất, chưa có trải nhựa, chưa có trải đá. La terre est détrempée après la pluie, sau cơn mưa thì đất nó ướt sũng, nó có nhiều nước. Creuser la terre, đào đất. Remuer la terre, đảo đất. Chúng ta để ý hai cái dấu. Đào đất là mình dùng một cái dụng cụ hay là cái máy móc mình đào lên
để đào thành một cái mương, thành một cái rãnh, thành một cái hố. Chúng ta đào đất lên, còn rơ mưa la te thì không có chuyển đất đi đâu hết, mình chỉ đào đất lên. Đây là công việc thường xuyên của nhà nông. Nhà nông trước khi canh tác là luôn luôn phải đào cái đất lên để cho nó thở, để cho đào cái đất lên để cho nó tốt trước khi, và để một thời gian, một số ngày trước khi trồng cấy. Cacher dans la terre, giấu dưới đất, thì cũng giống như là enfouir dans la terre, chôn dưới đất. Ở trong một số thành phố lớn, bây giờ trên một số các cái tuyến phố, người ta chôn các cái dây điện xuống dưới đất thay vì để lơ lửng trên trời thì mất cái vẻ mỹ quan. Thì hành động đó gọi là enfouir dans la terre, hoặc là cacher. Cacher thì là giấu, enfouir là chôn xuống dưới đất. Un ver de terre, un ver là một con sâu, con bọ. Và con sâu, con bọ này nó sống, nó chui rúc ở dưới đất. Un ver de terre, một con sâu đất. Une hutte de terre séchée, một cái chòi bằng đất. Và cái chòi này không phải là bằng tôn, bằng gỗ, bằng gạch, mà là bằng cái chất đất. Người ta lấy đất, người ta nhào với nước, và dĩ nhiên là một cái loại đất mà có thể làm nhà được. Rồi sau đó đắp lên thành những cái bức tường, và sau khi nó khô đi thì trở thành cái nhà. Đây là cách xây nhà phổ biến ở bên châu Phi. Một số sắc dân người ta làm nhà bằng đất như thế này, người ta gọi là une hutte de terre, một cái chòi bằng đất. Và la terre battue, battue là participe passé của động từ bat, gọi là đập. La terre battue là đất nện. Đây là một cái danh từ rất đặc biệt. Và nếu các anh chị nào liên quan tâm tới chơi tennis thì có những cái giải đất nện, đặc biệt là giải Roland Garros ở Pháp. Đây là một cái giải rất là danh giá, giải tennis Roland Garros, và tổ chức vào đầu mùa hè, vào tháng 6, tháng 7 gì đó. Thì đây là một hai vận động viên đang chơi ở trên sân đất nện, jouer sur terre battue, và đây có lẽ là sân của Roland Garros ở Paris của Pháp. Ở trong ý nghĩa thứ nhất, chúng ta coi terre là một cái mặt phẳng, tức là mặt đất, trên đó con người sinh sống, thảo vật, thảo mộc nó có thể mọc lên. Ý nghĩa thứ hai, đất này là một cái chất đất. Người ta canh tác, người ta lấy đất, người ta làm nhà, người ta nện cái đất để làm ra các cái sân tennis, đó là chất đất. Với ý nghĩa thứ ba, chúng ta dùng đất này là đất canh tác. Khi nói về đất canh tác thì chúng ta có nhiều cái tính chất để chúng ta gán cho cái loại đất đó. Đó là các cái tính từ, chẳng hạn như là une terre aride. Aride là khô cằn, sỏi đá, không có phì nhiêu. Une terre inculte, inculte thì nó còn nặng nề hơn là arid nữa, hoàn toàn không có thể trồng trọt được gì hết. Và ngược lại, chúng ta có une terre fertile, đất phì nhiêu, chẳng hạn như đất ở các cái cồn ở dưới đồng bằng sông Cửu Long, gió đất nó bồi lên thì rất là phì nhiêu. Une terre arable là một đất đai, một loại đất có thể cày bừa trồng trọt. Và chúng ta để ý ở đây có ký tự L và phát âm là une terre arable thay vì une terre. Nếu mà danh từ, tính từ này là Arab, là tính từ thuộc về Ả Rập, thì chúng ta không có thể dùng trong này, là không có đất Ả Rập. Đất Arab là đất có thể cày bừa, có thể trồng trọt. Une terre légère, légère là nhẹ, thì ngược lại với là une terre grasse, grasse là béo, là và compact là nện chặt vào. Ở bên trên, une terre légère nó nhẹ, tức là đất tơi xốp, chẳng hạn đất bồi của các cái bãi sông. Une terre grasse et compacte, đất sét, đất nó rất là chặt. Ở trong đó chúng ta thấy các thành phần đất nó dính vào với nhau, nó khó lòng mà chúng ta có thể tách rời ra được. La terre noire, la terre rouge, đây là cái màu sắc. Và cái màu sắc này nói lên cái tính chất của cái loại đất. La terre noire là đất đen là rất là phì nhiêu, nó nhiều chất mùn ở trong đó, chúng ta có thể trồng trọt cây cối rất là dễ dàng, cây cối mọc lên rất là tốt. La terre rouge là đất đỏ basalt, do núi lửa phun ra từ nhiều nhiều thập niên trước, không phải là thập niên mà nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm trước, tôi xin lỗi. La terre rouge là chẳng hạn như ở trên miền Tây Nguyên, chúng ta thấy đất đỏ basalt, người ta trồng cao su, người ta trồng các cái loại cây công nghiệp ở từ họng núi lửa phun ra. Và chúng ta có động từ labourer la terre. Labourer là cày bừa, chúng ta dùng con bò hay máy cày, chúng ta cày cái đất lên, gọi là labourer la terre. Đây là objet direct của động từ labourer. La terre s'épuise, động từ s'épuiser là kiệt sức, là kiệt lực.
con người mà CPJ thì không còn sức lực gì hết, rất là mệt, mệt lả đi. Còn đất nó mệt, tức là nó trở nên cạn kiệt, người ta khai thác, người ta canh tác quá nhiều và bây giờ đất cạn kiệt. Và đồng nghĩa với động từ s'épuiser là la terre s'appauvrit. Động từ s'appauvrit là trở nên nghèo, nghèo đây là nghèo chất dinh dưỡng. Như vậy hai động từ, hai cái khái niệm tương đối giống nhau. Một cái đất mà nó đã cạn kiệt, nó đã nghèo đi rồi thì trồng trọt nó không có được tốt nữa. Với ý nghĩa thứ tư, chúng ta nói la terre, nó là đất đai sở hữu, không phải nói về cái chất đất, cũng không phải nói là cái mảnh đất, mà nói một ý nghĩa chung chung, ý nghĩa về sự sở hữu hoặc là về sự canh tác. Để chúng ta sở hữu một miếng đất thì chúng ta gọi là sở hữu acquérir. Tậu, acheter là mua, vendre là bán, une terre, tậu một mảnh đất, mua một mảnh đất, bán một mảnh đất, tức là mua bán đất. Arabais sur le prix de cette terre, cái mảnh đất này giá bây giờ nó hạ xuống rồi, hoặc là chúng ta nói ngược lại là chúng ta nói cái mảnh đất này bây giờ giá gia tăng lên, thì cũng đang nói về cái ý nghĩa đất để mà người ta mua, người ta sở hữu. Hoặc là vivre de cette terre, sống bằng đất đai. S'enrichir par spéculation sur les terres. Spéculation là danh từ của động từ spéculer, tức là đầu cơ. Đầu cơ tức là chúng ta lợi dụng tình hình, chúng ta mua vào mới một cái lượng lớn, rồi đến khi có giá tốt chúng ta lại tung ra chúng ta bán để ăn chênh lệch, để có lợi nhuận. Và có những người hiện nay đang làm giàu nhờ đầu cơ đất đai. Vậy đất đai này là nói về ý nghĩa là sở hữu canh tác, nó có một cái ý nghĩa trừu tượng. Và số 5, la terre có một ý nghĩa là trái đất, và thường thường người ta viết hoa lên la terre. La terre est ronde, trái đất thì tròn. Trái đất thì tròn đó là một cái câu nói có thể là về mặt khoa học, chẳng hạn như là nhà khoa học Galilei đã chứng minh được là trái đất tròn. Trước đó người ta nghĩ trái đất là một cái mặt phẳng và ông ta đã chứng minh được trái đất là hình tròn. Đó là cái ý nghĩa về khoa học. Đôi khi chúng ta cũng có cái cách suy nghĩ, đó là khi chúng ta gặp nhau, lâu quá không gặp nhau thì mình nói trái đất thì tròn, đi đâu rồi cũng gặp lại nhau. En tremblement de terre, trận động đất. Le réchauffement de la terre, hiện tượng trái đất nóng lên. Bình thường thì người ta nói là le réchauffement climatique, khí hậu nóng lên. Nhưng mà đôi khi người ta cũng nói là le réchauffement de la terre, trái đất nóng lên. Trái đất nóng lên thì là một hiện tượng rất là đáng quan ngại của thời gian bây giờ đó. Bởi vì nếu mà nóng lên thì nó sẽ làm tan chảy các cái băng ở trên các cái miền cực, Bắc cực, Nam cực. Và khi băng băng nó tan lên thì nước biển dâng lên. Nước biển dâng lên thì một số vùng biển sẽ bị ngập lụt, trong đó có các cái miền đồng bằng của nước Việt Nam chúng ta. Đó là hệ quả rất là tai hại của việc trái đất nóng lên. Le réchauffement de la terre promise, miền đất hứa. Miền đất hứa là người ta nói về một cái vùng đất gì mà nó mang lại một cái tương lai sáng sủa cho những ai tới đó để mà sinh sống. Vieux comme la terre, đây là một câu ngạn ngữ, xưa như trái đất. Khi chúng ta thấy có một cái chuyện gì người ta phát biểu ra mà nó không có gì là mới lạ, mình nói cái này xưa như trái đất, vieux comme la terre. Một ý nghĩa khác xuất phát từ danh từ terre, đó là un terrain. Terrain là thửa đất hoặc là sân bóng. L'achat d'un terrain à bâtir, mua một miếng đất để xây nhà. Hoặc là un terrain à bâtir, chúng ta biết là trong quy định về về đất đai thì có những loại đất được phép xây nhà, có những loại đất không được phép xây nhà. Thì cái miếng đất này được phép xây, un terrain à bâtir. Un terrain de jeu là một sân chơi. Un terrain de foot, ở đây nói viết tắt là football, là sân bóng đá. Sân bóng đá người ta dùng chữ terrain, terrain de foot. Và un terrain de camping, camping là tiếng Anh, camping là cắm lều, dựng lều lên để đi cắm trại đó. Thì có những khu đất chuyên dành cho các cái người du khách hoặc là những cái người cư dân tới đây để mà dựng lều lên để cắm trại, gọi là terrain de camping, khu đất dành cho việc cắm trại. Và danh từ cuối cùng chúng ta thấy có một cái chữ dùng ở trong việc quy hoạch,
về giao thông, người ta gọi là các cái giải phân cách trên các đường giao thông. Giải phân cách này làm bằng một cái phần đất và ta gọi là terre plein. Và chúng ta để ý cái danh từ kép này nó có một cái chút gì đặc biệt. Terre là danh từ giống giống cái, giống như trên nó terre, la terre, danh từ giống cái, nhưng mà đây lại gọi là terre plein, terre plein, bởi vì đây là một danh từ kép thì người ta dùng danh từ rồi cho nó cái giống đực terre plein là giải phân cách trên các đường giao thông. Đây là một số các cái giải phân cách tiêu biểu, còn nhiều hình thức khác nữa. Đây là con đường có hai làn xe, một làn xe đi về phía trước, một làn xe đi về phía này, và bên giữa người ta để ra một cái giải phân cách, có thể là trồng cây, có thể là bằng xi măng. Ở đây là đang cải tạo chưa làm xong, chắc chắn người ta sẽ trồng cây để cho đỡ lóa mắt giữa hai cái làn xe đi ngược chiều nhau, và người ta gọi đây là terre plein. Trong phần thứ hai nói về tính từ adjective thì chúng ta sẽ có hai tính từ xuất phát từ danh từ terre. Tính từ thứ nhất là terrestre, terrestre là liên quan tới trái đất. Chẳng hạn le globe terrestre, globe là cái gì nó hình cầu, và terrestre gắn với tính từ terrestre, le globe terrestre là trái địa cầu. Les animaux terrestres là những động vật sống trên cạn, để đối chiếu với các cái loại động vật sống ở dưới nước hay trên không. Les animaux terrestres. Le transport terrestre, phương tiện chuyên chở trên mặt đất, để đối chiếu với phương tiện chuyên chở bằng đường hàng không, bằng đường thủy, le transport aérien, le transport maritime. Le paradis terrestre được một danh từ người ta nói về nghĩa bóng, thiên đàng hạ giới. Thiên là trời, thiên đàng thì ở trên trời, ở trên một cái nơi nào rất là xa, rất là cao. Nhưng mà người ta lại nói đây là thiên đàng hạ giới, chẳng hạn như về du lịch, chẳng hạn như về thuế khóa, tới cái chỗ này mà chúng ta đầu tư, chúng ta gửi tiền thì được một cái ưu đãi rất là lớn, người ta gọi là thiên đàng về thuế, không có bị đóng thuế. Rồi du lịch nó quá đẹp, cảnh quan quá đẹp thì người ta gọi là đây là thiên đàng hạ giới. Đó là chúng ta nói về tính từ thứ nhất terrestre. Có một tính từ thứ hai nữa là terro, và feminine là terros, là dính đất. Đôi bàn tay dính đất, les mains terreuses, đôi giày dính đất, des chaussures terreuses, une salade terreuse, một cây rau đang còn dính đầy đất, người ta mới nhổ trong vườn lên và đang còn dính đầy đất. Như vậy terro, terreuse là dính đất, terrestre là thuộc về đất đai, thuộc về trái đất. Trong phần thứ ba nói về các cái động từ liên quan tới danh từ terre, chúng ta có hai động từ. Động từ thứ nhất là enterrer, ở trong này chúng ta thấy có chữ terre này. Và đây là một ngoại động từ trực tiếp, verb transitive direct, tức là chôn, là an táng người đã chết. Và danh từ là enterrement, enterrement là việc chôn cất. Như vậy ở trong này chúng ta thấy đây là một ngoại động từ, tức vậy nó phải có đối tượng trực tiếp. Trong khi động từ thứ hai là nội động từ, atterrir là hạ cánh, nó không có đối tượng. Và danh từ là atterrissage, sự hạ cánh. Ví dụ chúng ta nói là chiếc máy bay vừa mới hạ cánh, cái máy bay mà chúng ta đi đón người thân, l'avion vient d'atterrir, máy bay vừa mới hạ cánh. Và với danh từ atterrissage chúng ta có một cái câu ví dụ như sau: cấm dùng điện thoại khi máy bay ở trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Chúng ta không được bật điện thoại ra để sử dụng, bởi vì cái làn sóng của điện thoại của một người và nhiều người nó có thể làm ảnh hưởng tới cái làn sóng của các cái thiết bị ở trên máy bay. L'usage des portables, portable là các cái điện thoại di động. L'usage des portables est interdit pendant la phase de décollage et d'atterrissage. Décollage là sự cất cánh bay lên, atterrissage là đáp xuống mặt đất. Như vậy về động từ chúng ta có hai động từ enterrer là ngoại động từ trực tiếp, chôn cất an táng một người đã chết. Atterrir là nội động từ tức là nó không có đối tượng là máy bay hạ cánh. Xin chào tất cả mọi người.